vị khán giả thân mến, Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2019 đã chính thức bắt đầu tại Mỹ. Á hậu Hoàng Thùy, đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh này, đã không làm khán giả quê nhà thất vọng khi thể hiện được bản lĩnh và thần thái nữ hoàng của mình trên mọi mặt trận. Không những lấy lòng được người hâm mộ, nàng hậu còn nhận được nhiều lời khen từ thí sinh đại diện của các quốc gia khác. Với tinh thần không chỉ là đi chinh chiến tại Miss Universe năm 2019, Hoàng Thùy còn lên kế hoạch cho 10 ngày fashion show tại đất Mỹ khi mang tận 12 kiện hành lý, bao gồm 9 vali chứa gần 100 bộ áo váy, 3 kiện đựng trang phục dân tộc, quà tặng dành cho các thí sinh khác. Chính vì trời lớn như vậy mà nàng hậu khi vừa đặt chân xuống sân bay đã bị phạt 2.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 47 triệu đồng vì mang theo khối lượng hành lý vượt mức cho phép. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có kế hoạch cụ thể chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày, Hoàng Thùy đã làm cho người hâm mộ nức lòng khi những hình ảnh của nàng hậu liên tục được cập nhật với những thiết kế độc đáo, đẹp mắt và quyến rũ. Sự thay đổi phong cách thời trang liên tục của đại diện Việt Nam tại Miss Universe năm 2019 đã không chỉ thu hút được sự chú ý của khán giả quê nhà, truyền thông mà cả những fan hâm mộ sắc đẹp thế giới. Nhiều người đã để lại bình luận dưới những bức ảnh của Hoàng Thùy rằng ngoài hoa hậu đại diện nước họ, họ thích nhất là Việt Nam. Đến cả đương kim hoa hậu Hoàng Vũ năm 2018, Catriona Gray cũng đã phải thả tim cho nàng hậu. Với sự xuất hiện hình ảnh của chính mình làm đại diện cho đoạn video giới thiệu những thí sinh từ Asia đến với Miss Universe năm 2019, hình ảnh một Hoàng Thùy thần thái trên YouTube và một Hoàng Thùy tươi tắn trong bộ áo dài trắng thướt tha và chiếc nón lá dân tộc trên Instagram hơn 3 triệu người theo dõi đã làm cho đại diện Việt Nam càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan sắc đẹp trong nước và quốc tế, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong những ngày còn lại của đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh này. Tại Miss Universe năm nay, Hoàng Thùy ở cùng phòng với nàng hậu đại diện cho Vương quốc Anh, Emma Jenkins. Nàng hoa hậu Anh mới đây đã dành cơn mưa lời khen cho Hoàng Thùy khi được chính tay nàng hậu may tặng cho một bộ trang phục. Emma Jenkins phải thốt lên là quá tuyệt vời và nóng lòng diện bộ trang phục ấy trong dịp gần nhất. Gần một nửa chặng đường đã đi qua, Hoàng Thùy đã để lại nhiều dấu ấn đẹp tại Hoa hậu Hoàng Vũ năm nay. Bạn nghĩ sao về những thể hiện của nàng hậu trong những ngày vừa qua? Theo bạn, Hoàng Thùy sẽ đạt được thành tích nào tại cuộc thi năm nay? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất của Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2019.